Chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu với các bác dòng đầu cốt cao cấp bên em. Từ cái đóng gói, bao bì nó đã khác biệt rồi các bác. Đầu cốt nó dày dặn, cứng cáp với sắc nét hơn hẳn các loại thường luôn ạ. À. Để em so sánh với đầu cốt thường cùng loại cho các bác xem. Cái này là loại cốt thường tương đương vẫn bán trên thị trường nhé các bác về cả độ dày độ cứng cáp với sắc nét là không thể bằng được thậm chí đến cả cái lớp mạ thiết chống gì nhìn cốt cao cấp nó cũng thấy khôn hơn nhiều để em thử chất liệu cho các bác xem đầu cốt cao cấp làm từ đồng đỏ nên độ dẫn điện là hơn hẳn chỉ cần mài hết lớp mạ thiết chống gì đi là lên màu đồng đỏ bên trong luôn ạ à còn đầu cốt thường mài đi chỉ ánh lên màu vàng nhạt của đồng thau thôi nhé các bác. Bên em có phân phối cả hai loại cốt thường với cả cốt cao cấp. Anh em quan tâm liên hệ số Zalo, em để trên màn hình, gặp em bình bong nhé các bác. Cảm ơn các bác.